Kế tác, học hội tình tông úc châu. Xin chào các vị đồng tu, a di đà phật, học hội ở đây tuy là không thường đến thế nhưng hoạt động tu học hoàng pháp bên đây tôi cũng luôn một bậc quan tâm hy vọng tương lai có thể có nhiều thời gian hơn chúng ta hết mức tận dụng đạo tràng để giúp cho các đồng tu hữu duyên cố gắng nỗ lực tu học phật pháp lần này Tôi đến Úc Châu Tham gia Xích này bên đó Cơ kim hội Của Đại học Phật giáo Việc này Là năm trước Hội trưởng Nêu lên với tôi Mời tôi đến tham dự Tôi đã nhận lời với ông Thế nhưng rốt cuộc tính chất hội này là gì? Lần này tôi đến Sydney Đến ngày thứ hai mới biết được rõ ràng Họ trụ bị cơ kim hội Hy vọng Đại học ở Sydney này Có thể khai giảng quá trình bình của Phật giáo cơ kim hội là cung cấp cho trường học dùng để mời giáo sư bởi vì tôi nghe nói trong trường học có giáo trình của hồi giáo có giáo trình của cơ đốc giáo thì nên có một số nhân sĩ có nhiệt tâm đề xuất với trường học khai mở giáo trình Phật giáo trường học cũng rất hoan hỷ Thế nhưng không có số kinh phí này Thế cho nên Họ thành lập cơ kim hội của Đại học Phật giáo Đây là một việc làm rất tốt Chúng ta sau khi nghe rồi Rất hoan hỷ, tán thán. Thế nên đồng thời tôi cũng tham quan lô thái thái an lão diện của họ xây dựng vừa mới khởi công ngoài ra cũng đã gặp được một số lãnh đạo hoa kiều nghe nói Việt Nam, Campuchia, Lào, có một số kiều dân cũng rất nhiệt tâm, muốn thành lập một viện an dưỡng ở Sydney, chăm sóc người già. Đây đều là những việc tốt. Thế nhưng, xoay sở tiền nông rất khó. bảy tám năm mà vẫn không chuẩn bị đủ đem nói với tôi tôi cũng rất đồng cảm nhưng thực tế là thương mà không giúp được gì tôi nêu ra năm trước chúng ta ở singapore vì hồi giáo tổ chức một lần vận động góp tiền làm được rất thành công Hồi giáo họ làm một trường học Phải mua phòng học Nên tổ chức quyên tiền Năm nay Ấn Độ giáo Dường như là thành lập y viện Cũng cần phải trụ bị quyên góp Chúng ta làm theo cách làm năm trước Chúng ta làm công việc để cho họ Tôi nói với đồng tu bên Sydney Chúng ta Nhất định phải nghĩ phương pháp Để người nơi đây Đồng bào nơi đây chủng tộc khác nhau những người không cùng tôn giáo nơi đây có thể nhiệt tình quan tâm đến mọi người chăm sóc mọi người giúp đỡ mọi người sự nghiệp của bạn mới được xem chân thật có thành tựu việc này là một việc làm tốt nếu như không được sự ủng hộ nhiệt liệt của người địa phương việc làm của bạn có làm được tốt hơn cũng không thể xem là thành công đạo lý này chúng ta nhất định phải hiểu làm thế nào mới có thể được đại chúng trong xã hội tiếp nhận một cách đồng nhiệt được chứ việc cần thiết trước tiên chính chúng ta phải quan tâm xã hội phải quan tâm người khác phải giúp đỡ người khác phải thương yêu người khác bạn mới có thể được hồi báo thương yêu người thì được người kính trọng giúp đỡ cho người thì người sẽ giúp lại nếu như chúng ta chính mình không thể nhiệt tâm chủ động đi giúp đỡ người khác mà muốn người khác đến giúp đỡ chúng ta việc này không thể có được việc tốt nhất định không phải ở trên cửa miệng nhất định phải làm cho được tận tâm tận lực mà làm bạn mới có thể cảm động người mới có thể cảm động phật bồ tát mới có thể cảm động thiên thần người tác đạo được nhiều trợ giúp cái đạo này là gì vậy là đạo lý bạn phải hiểu rõ đạo lý làm người hiểu rõ đạo lý xử thế hiểu rõ người và người đạo lý giữa người và tất cả chúng sanh khởi tâm động niệm tất cả việc làm đều tương ưng với đạo lý này không trái với đạo lý này nên gọi là đắc đạo giả đa trợ Nhà Phật thường nói Bạn được chư Phật Bồ Tát hộ niệm Bạn được Long Thiên Thiện Thần Bảo Hộ Đây là chân thật Tuyệt đối không phải gạt người trong lịch sử những kỳ tích cảm ứng thì quá nhiều chính ngay xã hội hiện tại trước mắt chúng ta chúng ta cũng thường nghe thấy ở trung quốc ở nam dương ở âu mỹ có rất nhiều báo cáo về việc cảm ứng Vì thì do đây mà biết Nhân duyên quả báo Đó là sự thật rõ ràng Cái gì gọi là chân thành mà làm chứ Chân là chân tâm Là thành ý quyết định không có chút gì giả dối chúng ta đi làm những việc lợi ích xã hội những việc lợi ích chúng sanh không nên đi làm những việc lợi ích chính mình những việc lợi ích chính mình là tư tư chính là ác những việc lợi ích chúng sanh là công công chính là thiện chúng ta tu hành tu hành cái gì vậy đem hành vi sai lầm tu sửa nó lại gọi là tu hành tự tư tự lợi là hành vi sai lầm đại công vô tư là hành vi đúng đắn là hành vi thiện nhà phật chư phật bồ tát đều dạy chúng ta phải nhìn thấu phải buông bỏ nhìn thấu là trí tuệ bát nhã trí tuệ bát nhã làm chúng ta thấu hiểu chân tướng của vũ trụ nhân sanh sau khi hiểu rõ ràng chân tướng những thứ nào nên buông bỏ những thứ nào nên đề xướng bạn tự nhiên có thể làm được đúng pháp cho nên học phật chúng ta nhất định phải rất rõ ràng thấu đáo mục đích của học phật ở đâu học phật là để khai mở trí tuệ học phật là để hồi phục đức hạnh của chính mình nâng cao cảnh giới của chính mình hôm nay Mọi người chúng ta tụ hội nơi đây Mỗi một vị đồng tu Không phân quốc tịch Không phân tôn giáo Không phân chủng tộc Mỗi một người Đều là Thiện căn phước đức nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp chín muồi đã là nhiều đời nhiều kiếp tu hành vì sao vẫn còn dáng vẻ như ngày hôm nay vậy cảnh giới của chúng ta vẫn không được nâng lên nguyên nhân sau cùng là do đâu Việc này không thể không biết Chúng ta nhất định phải tìm ra được nguyên nhân Đem cái nguyên nhân này trừ bỏ đi Sửa đổi, tự làm mới Mục đích học Phật của chúng ta liền có thể đạt đến đa số người tuyến đại đa số người không biết được chính mình có lỗi lầm luôn cho rằng chính mình không có lỗi lầm người khác có lỗi lầm đây là quan niệm rất là sai lầm cho nên công phu tu hành của chúng ta không được đắc lực ngày trước chúng ta không nói ngay trong một đời này công phu tu hành chúng ta không được đắc lực không có tiến bộ không thể thay đổi vận mệnh của chính mình. Thế xuất Thế gian pháp. Điều thường nói. Người thế gian thường nói. Tướng tùy tâm chuyển. Trên kinh Phật thường nói. nhất thiết duy tâm tạo vậy thì do đây mà biết công phu tu hành của chúng ta nếu như được đắc lực tướng mạo sẽ chuyển thể chất sẽ chuyển đây là công phu thấp nhất không phải là công phu sâu Cũng chính là nói Bạn có thể tiêu tay Thì phước đến Nhất định sẽ được phước báo Những thứ gì là tai vậy ngu si là tai phiền não là tai công phu chân thật đắc lực thứ này sẽ không còn nữa phiền não của bạn nhẹ trí tuệ lớn hơn Nghiệp chướng tiêu rồi Phước đức hiện tiền Không luận làm bất cứ việc gì Đều rất thuận lợi Đó là công phu tu hành của chúng ta có lực Đây là thành tích rất nhỏ mà thôi chúng ta đều không có được không thể không phản tỉnh không thể không kiểm thảo hay nói cách khác nhất định phải tìm lỗi lầm của chính mình phải tìm tâm bệnh của chính mình sau khi tìm ra rồi triệt để đêm nó thay đổi lại đây gọi là tu hành trong kinh phật nói rất nhiều Trong Đại Thừa Giáo Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Phật nói với chúng ta Tình nghiệp tam phước Đây là giáo học căn bản Của tu học Đại Thừa Chúng ta Có hiểu hay không vậy Chúng ta có làm được hay không Điều thứ nhất Hiếu dưỡng cha mẹ Chúng ta có nỗ lực phản tỉnh hay không? Cái điều này ta đã làm được hay chưa? Cha mẹ còn Có phương thức Hiếu dưỡng khi còn Cha mẹ không còn nữa Có phương thức hiếu dưỡng khi không còn chúng ta có hiểu hay không chúng ta có nỗ lực làm không phụng sự sư trưởng từ tâm bất xác tu thập thiện nghiệp là điều thứ nhất bốn câu này làm được rồi chúng ta liền có thể thay đổi vận mạng liền có thể tiêu tai giải nạn Chú, liền có thể được phước báo nhân thiên Phải từng câu từng câu làm cho được Hiếu thân Tôn sư Tâm từ bi Đều thực tiễn ngay trong Thập thiện nghiệp đạo Nếu như không tu mời nghiệp thiện Ba câu phía trước Đều rỗng không Chúng ta từ ngay chỗ này mà đi tìm lỗi lầm của chính mình Không sát sanh Cái điều này là dưỡng tâm từ bi Từ tâm bất sát Nếu như chúng ta còn có một ý niệm cái ý niệm này có nhỏ đến đâu có ý niệm tổn hại chúng sanh tâm giết hại của chúng ta chưa đoạn dứt chúng ta còn có thể hận một người còn không vừa lòng đối với một người thì là với điều này không được thanh tịnh Không cần phải phạm các việc khác Trên sự mà phạm thì sẽ còn nặng hơn Khởi tâm đồng niệm Ngay chỗ này mà kiểm thảo Điều thứ hai không trộm cắp Chúng ta còn có ý niệm Muốn chiếm tiền nghi của người khác Tâm trộm Tâm trộm chưa dứt được do đây có thể biết từng điều từng điều mà kiểm thảo thế là phát hiện chúng ta từ sớm đến tối đều đang tạo ác chúng ta chưa đoạn ác chúng ta chưa tu thiện vậy mới thật sự hiểu được vì sao công phu không được đắc lực vì sao học phật học lâu đến như vậy một chút thay đổi cũng không có tướng mạo của chúng ta có thay đổi hay không thể chất của chúng ta có thay đổi hay không thường hay nhiều bệnh việc này chúng ta phải nên cảnh giác cao độ nhiều bệnh là nghiệp chướng hiện tiền nghiệp chứng hiện tiền đó là diệt thiện bạn không tu được tốt. Quả nhiên đoạn ác tu thiện rồi, bệnh tật này không còn nữa. Trong tâm từ bi, tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh, thì làm gì có đau bệnh chứ? Đạo lý này Chúng ta không thể không hiểu Từ nơi nền tảng của mười thiện Mà nâng cao lên Mới tu tứ giúp pháp lục độ Là pháp Bồ Tát Học Bồ Tát Mô phỏng Bồ Tát Phải đem chính mình biến thành Bồ Tát Chúng ta không xem thấy ở trên kinh Có Bồ Tát bị bệnh Cũng không xem thấy có Bồ Tát suy yếu Vì sao vậy? Tướng tùy tâm chuyển Cảnh tùy tâm chuyển Tâm thanh tịnh, thân liền thanh tịnh Thân tâm thanh tịnh, hoàn cảnh liền thanh tịnh Không thứ nào là không thanh tịnh Vậy thì làm sao bị bệnh chứ? Học Phật Chính là phải học chuyện cảnh giới Mà không bị cảnh giới chuyển Trong Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay nếu có thể chuyển cảnh thì đồng với Như Lai like. Vì chuyển cảnh thì rất quan trọng Bạn có thể chuyển cảnh giới Bạn mới là người chân chánh tu hành Bạn bị cảnh giới xoay chuyển Bạn là phạm phu Do đó, Chúng ta mỗi ngày nghe kinh Mỗi ngày đọc kinh Đọc rồi, nghe rồi Nhất định phải hiểu được ý nghĩa của nó Sau đó Đem nghĩa thú trong kinh giáo Thực tiễn ngay trong đời sống của chúng ta Để ngay trong đời sống thường ngày của chúng ta Khởi tâm động niệm Lời nói, hành động đều tương ưng với kinh giáo đều không trái với kinh giáo đó mới gọi là học phật nếu như kinh giáo là kinh giáo tách rời với sinh hoạt của chính chúng ta hoàn toàn không liên quan vậy thì bạn đã sai rồi Phật dạy bảo chúng ta Chúng ta phải thông hiểu Đó không phải là giáo điều của Thích Ca Mâu Ni Phật Cũng không phải là ý riêng của Thích Ca Mâu Ni Phật Những gì Phật Bồ Tát đã làm Đều là Lưu xuất từ tự tánh Cái thân này của chúng ta Cùng với thân của Thích Ca Mâu Ni Phật Không như nhau Tánh của chúng ta Cùng tánh của Thích Ca Mâu Ni Phật Là như nhau Chủ này không hề khác nhau Thích Ca Mô Ni Phật từ nơi tự tánh lưu xuất ra Lưu xuất ra những thiện hạnh Cùng với những thiện hạnh vốn sẵn đầy đủ ngay trong tự tánh của chúng ta Không hề khác biệt Nếu như chúng ta hiểu rõ được đạo lý này Thấu triệt sự thật mới biết được Chúng ta nên học Phật Mới biết được Phật biểu hiện Thì ra là lưu xuất từ tánh đức của chính mình Học Phật không phải học với người khác là phải từ tánh đức của chính mình mà khai thác ra hiển hiện ra mà thôi cho nên trong tông môn thường nói bổ lai diện mục mà trước khi cha mẹ sanh ra Lời nói này là ý gì vậy? Bổn lai diện mục Chính là chân tâm của chính mình Chính là bổn tánh của chính mình Trung Quốc thời xưa Giáo dục nhi đồng dạy các bạn nhỏ đọc Tam tự kinh Trong tam tự kinh câu đầu tiên Nhân chi sơ Tánh bổn thiện Cái bổn thiện đó Chính là chân tâm của chúng ta Chính là tự tánh của chúng ta Tất cả chúng sanh Chân tâm tự tánh là vốn thiện Mà còn là như nhau Chúng sanh cùng Phật Không hề khác biệt Cho nên Phật Pháp thường nói Sanh Phật bất nhị Chúng ta ở trong Đại Thừa Kinh Giáo Đặc biệt như Hoa Nghiêm Pháp Hoa nói rất rõ ràng Nói đến Quả địa như lai trí tuệ viên mạng Đức đăng viên bản Đó chính là lưu lộ ra từ tự tánh rốt ráo. Đó chính là chính chúng ta. Trí tuệ đức đang tướng hào của chính chúng ta. Cũng giống như trong Đại Kinh đã nói. Vì sao ngày nay chúng ta biến thành ra như thế này? trải qua đời sống gian khổ đến như thế này phật nói do chúng ta mê mất đi tự tánh tự tánh chúng ta thật sự không phải không có không phải thật đã mất đi mê mất thôi tuy có chính bạn không thể phát giác ra thứ gì đã làm cho chúng ta mê mất vậy phật nói phiền não đã làm cho chúng ta mê mất giọng tưởng làm cho chúng ta mê mất phân biệt làm cho chúng ta mê mất nếu như chúng ta rời xa vọng tưởng phân biệt chấp trước, tịnh đức của chúng ta liền được hồi phục. Những lời nói này, Phật nói ở trên kinh Hoa nghiêm, chúng ta nghe rồi, dường như cũng đều nghe hiểu. Mà trên thực tế thì sao Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần Vẫn là khởi vọng tưởng Vẫn cứ phân biệt chấp trước Cho nên Tuy là có tâm tánh Cũng đồng với chư Phật Như Lai Mà không có được thọ dụng Vì việc này Chúng ta không thể không nghĩ nhiều một chút Nếu bạn thường nghĩ đến Bạn liền khai mở trí tuệ Thường hay kiểm điểm Thường hay phản tỉnh Thường hay cải đổi Thường hay tự làm mới công phu tu hành của bạn Tự nhiên sẽ có lực Việc này thì người khác Không thể giúp được Phật Bồ Tát Có đại từ đại bi Vẫn là không thể giúp được duy nhất chỉ là chính mình nương vào chính mình phật bồ tát giúp đỡ chúng ta chỉ là tăng thượng duyên mà thôi cái gì gọi là tăng thượng duyên đem những chân tướng sự thật này nói với chúng ta nhắc nhở chúng ta đoạn ác tu thiện thì các ngài không cách gì phật bồ tát không thể đoạn ác thay cho chúng ta không thể tu thiện thay cho chúng ta cho nên tu hành phải nương vào chính mình trong kinh đại thừa thường nói khai thị ngộ nhập là trên kinh pháp hoa nói phật chỉ có thể khai thị cho chúng ta chúng ta tiếp nhận khai thị của phật chính mình phải biết ngộ nhập ngộ là khi nghe khai thị của phật rồi thì thông suốt nhập là khế nhập cảnh giới của phật ngày nay chúng ta không thể vào được cảnh giới phật là bởi vì chính mình có chướng ngại chướng ngại này gọi là nghiệp chướng nhất định phải buông bỏ nghiệp chướng diễn đi nghiệp chướng chúng ta liền vào cảnh giới phật cho nên muốn vào được cảnh giới phật trước phải khai giải cũng chính là ngộ đấy Trước tiên phải khai ngộ, sau đó mới có thể khế nhập. Vì, vì sao không thể khai ngộ chứ? Chính do gì nghiệp chứ đang khống chế? Vì thì do đây mà biết. Người xưa nói rất hay. Bạn có thể buông bỏ một phần, bạn liền có thể ngộ nhập một phần. Bạn có thể buông bỏ mười phần, bạn đi ngộ nhập mười phần. Mỗi ngày nghe Phật giảng kinh nói Pháp, bạn không khai ngộ. Bạn không thể buông bỏ, thì bạn vẫn cứ là phạm phu. Phật Pháp rất nhiều công đức, lợi ích, thù thắng Một phần cũng không có được Trên đạo Bồ Đề, một tất cũng có đi Ở trong tình huống này Ngạn ngữ có câu nói rất hay Không tiến ác lùi Bạn có thể giữ được vị trí ban đầu của bạn không? Không thể giữ được Không phải tiến về phía trước thì sẽ lui về phía sau Tu hành như bơi thuyền ngược nước Bạn sẽ thoái chuyển Bạn tùy thuận phiền não tập khí của bạn Tùy thuận thành kiến của chính mình cũng chính là tùy thuận cách nghĩ, cách nhìn Cách đói, cách làm của chính mình Thì làm sao mà không thoái chuyển chứ Do đó Từ du lượng kiếp đến nay Chúng ta đời đời kiếp kiếp tu hành Đến ngày nay vẫn là như thế này do đó gần đi lão pháp sư ân quang từ bi đến cùng cực hiện tại rất nhiều người đều biết là pháp sư ngài là bồ tát đại thế chí của thế giới tây phương cực lạc tái sanh ứng hóa đến đây Bồ Tát Đại Thế Chí Đại biểu trí tuệ Ngài thị hiện trong khoảng thời gian này Chính là ngay trong Một đời của Ngài Cực lực đề xướng Liễu phạm tư huấn Đề xướng giáo dục nhân quả ngài viết ở trong lời tựa của liễu phạm tứ huấn rất hay phạm phu chúng ta chưa minh tâm kiến tánh cũng không biết tâm tánh kiến tánh là gì ngài nói quả nhiên có thể từ đoạn ác tu thiện trong nhân duyên quả báo thể hiện đến tâm tánh. Việc này đích thực là một pháp môn phương tiện. Pháp môn phương tiện rất tốt, có thể khiến cho người càng tánh, trung hạ, có thể từ nơi pháp môn này mà ngộ nhập. Đích thực là Giáo đạo Trí tuệ Cứu cánh Viên mãn Hay nói cách khác Chúng ta từ tin sâu nhân quả Bạn chân thật tin tưởng Nhân thiện có quả thiện Nhưng ác có ác báo Đối với sự việc này Một chút hoài nghi cũng không có Thì bạn điên ngộ Người có thể tin tưởng nghiệp nhân quả báo Nhất định Đoạn ác tu thiện Vì sao vậy? Đoạn ác Thì ta sẽ không bị quả báo Ta tu thiện Ta nhất định được quả thiện Vậy là nhập rồi Nhập vào cảnh giới Của Phật Bồ Tát Việc này ở vào thời kỳ mạt Pháp đối với quảng đại chúng sanh hữu duyên mà nói là một học tập rất tốt bởi vì ở vào thời đại này của chúng ta cơ hội để học sách xưa đã không còn nữa đại khái 60, 70 trở lại Đều không có học qua sách xưa Tuổi tác như tôi đây Học sách xưa Cũng không đến một năm Lúc nhỏ chỉ có học qua mấy tháng Vì sao thì không còn nữa Trường học không có dạy Cho nên Trong khoảng 70 tuổi đều không có học qua sách xưa. Nếu nói những đại đạo lý của cổ thánh tiên hiền, chúng ta cho dù nghe cũng nghe không hiểu. Cách làm này của Đại sư Ấn Quang, chúng ta có thể nghe hiểu, chúng ta có thể tiếp nhận. Cho nên, đây là giáo học trí tuệ cứu cánh viên mãn. Chúng ta từ nơi đây mà bắt tay vào. Đoạn ác tu thiện, lão thật niệm Phật. Quyết định sanh về nước Phật. Đây là đêm cảnh giới tu học của chúng ta nâng lên cao hơn. Không phải là nâng cấp thông thường Là một nâng cấp vượt trội hơn bình thường Thế nhưng các vị phải ghi nhớ Tuyệt đối không phải nói Mỗi ngày chúng ta niệm Phật Thì có thể giảng sanh Pháp môn này tuy là nói dễ hành Dễ hành là so sánh với các pháp môn khác Nó dễ hơn so với các pháp môn khác Tuyệt nhiên không phải ở ngay trong tưởng tượng của chúng ta Dễ dàng đến như vậy Vậy phải niệm thế nào mới có thể giảng sanh? Người xưa thường hay dạy bảo chúng ta một niệm tương ưng Một niệm Phật Niệm niệm tương ưng Niệm niệm Phật Bạn phải niệm được tương ưng Tương ưng với đâu vậy? Mức độ thấp nhất Phải tương ưng với phước thứ nhất trong tam phước Cũng chính là nói Hiếu thần tôn sư thập thiện nghiệp Mỗi câu Phật hiệu Đều tương ưng với đây Có thể tương ưng với bốn câu này Vậy mới có thể giảng sanh Nếu như chỉ niệm Phật Tâm hạnh đều bất thiện Thân còn tạo sát đạo dâm miệng còn giọng ngữ nói hai lời nó thêu dệt nói lời ác trong tâm còn có tham sân si mạng như vậy một ngày niệm mười dạng danh hiệu phật cũng không thể giảng sanh bạn muốn hỏi vì sao vậy ở trên kinh phật tường tận nói với bạn thế giới tây phương cực lạc Chư thượng thiện nhân tụ hội nhất xứ Tuy là bạn niệm Phật niệm được rất nhiều Tâm hạnh của bạn đều bất thiện Không thể tương ưng với thế giới Tây Phương cực lạc Chính là bạn niệm Phật hiệu đó không tương ưng Thế giới cực lạc thuần thiện không ác cho nên chúng ta chính mình cần phải bồi dưỡng chính mình tâm thuần thiện hành vi thuần thiện nhất định không có chút gì tổn hại đến người khác tổn hại tất cả chúng sanh con buổi con kiến chúng ta cũng đều không có ý niệm tổn hại chúng Vậy mới có thể tương ưng Trên kinh nói rất hay Chỉ sợ Người tụng kinh chúng ta Đại khái qua loa xem thường Cho nên người niệm Phật Mỗi câu Phật hiệu Thức tỉnh chúng ta phải hiếu thân tôn sư phải tu mười thiện người niệm phật như vậy giảng sanh thế giới tây phương cực lạc sanh phạm thánh đồng cư độ nếu như có thể đem cảnh giới của chính mình nâng lên cao thêm một bậc vì phải làm cho được điều thứ hai của tam phước thọ trì tam quy cụ túc chúng giới bất phạm oai nghi nội dung ba câu này sâu rộng vô tận thọ trì tam quy cái gì gọi là tam quy đối với người, với việc, với vật. Đối với thế gian Pháp, đối với suốt thế gian Pháp, giác mà không mê. Vì gọi là quy y Phật. Chánh mà không tà, gọi là quy y Pháp. Tình là không nhiễm, gọi là quy y tăng. Hay nói cách khác, đối với người, với việc, với vật, đối với thế gian, đối với suốt thế gian, đều phải dùng giác, chánh, tịnh, quyết định, không có mê tà nhiễm. Như vậy niệm Phật mới có thể sanh cõi phương tiện hữu dư. Lại nâng lên thêm một bậc nữa Đó là Đại Thừa Học Phật A di đà Phát tâm Bồ Đề Phát tâm Bồ Đề là như thế nào vậy? 48 nguyện trong Kinh Vô Lượng Thọ Chúng ta đọc rồi 48 nguyện của Phật A di đà chúng ta phải phát ra đại nguyện giống như phật a di đà vậy không phải mỗi ngày tụng lời nguyện của ngài phải biến nguyện của ngài thành nguyện của chính mình như vậy mà niệm phật sanh đến thế giới tây phương cực lạc sanh cõi thật báo trang nghiêm thường tịch quan tình độ bạn xem ở trên kinh phật rõ ràng tường tận cẩn thận thấu đáo dạy bảo chúng ta chúng ta phải hiểu nhất định phải làm cho được mức độ thấp nhất phải làm tốt được mười thiện phải đoạn mười ác phải tu mười thiện cõi động cư độ của thế giới cực lạc chúng ta mới có phần nếu không thì bạn sẽ sai lầm nếu lần này sai rồi thì thật vô cùng đáng tiếc không biết phải sanh đến nơi nào một kiếp nào bạn mới có thể gặp được duyên phận như thế này nữa cái cơ duyên này người xưa nói trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp vì sao tu hành lại gian nan đến như vậy đúng trước khi chúng tôi đang cầu học lão sư thường hay nói Thời gian huân tập của chúng ta không đủ Lời nói này Chúng ta càng nghĩ Càng có đạo lý Thời đại của Thích Ca Mâu Ni Phật Những người học sinh của Ngài Vì sao mỗi mỗi đều thành tựu Có gì khác hơn Mỗi ngày huân tập Mỗi ngày nghe Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh Phật giảng kinh 49 năm Trong số học trò Có rất nhiều người Trong 49 năm Không sót một thời nào Thì làm sao họ không thành tựu được chứ Đương nhiên thành tựu Chúng ta sinh vào thời đại này Cơ hội nghe kinh quá ít thỉnh thoảng nghe được một lần nên gọi là một ngày ấm lên mười ngày lạnh đi. Chỉ dù ngày ngày nghe kinh, ngày ngày nghe cũng không được. Mỗi ngày nghe hai giờ đồng hồ, một ngày hai mươi bốn giờ đồng hồ, hai giờ đồng hồ nghe kinh Phật, hai mươi hai giờ khởi phiền não, thì làm sao có được thành tựu? Vậy sao chúng ta mới hiểu được Năm xưa Thế tu còn ở đời Mỗi ngày giảng kinh 8 giờ đồng hồ Vậy người niệm Phật Ngồi tham thiền 8 giờ đồng hồ Một ngày làm hết 16 giờ đồng hồ Mỗi ngày làm thì thành công Đạo lý chính ngay chỗ này Như vậy, chúng ta mới đem tu học của chính mình tìm ra được chướng ngại không thể thành tựu. Cô Ngụ Thiên ở đây, các vị đều quen biết. Khi cô đến ở trên núi Tu Quân Ba, Tôi nghe nói mỗi ngày cô nghe kinh 6 giờ đồng hồ Sớm tối lạy Phật 300 lạy Khi làm việc thì học kinh vô lượng thọ Cho nên cô có được chút thành tựu Hiện tại lần này tôi đến xem thử Cô đã lui sụp rồi Vì sao vậy? Mỗi ngày nghe kinh không còn 6 giờ đồng hồ nữa một ngày không làm thì thoái lui ba ngày không làm thì không còn như trước nữa mỗi ngày phải làm mỗi ngày phải giữ gìn giữ chặt không rời một môn thâm nhập vì mới có thể thành tựu thế nên hiện tại trên núi có một đạo tràng nhỏ mọi người đều đang cố gắng dụng công học tập chúng ta phải bắt đầu từ đâu vậy phải bắt đầu từ tiểu học bổ túc lại vì trước không có học qua hiện tại bắt đầu lại phải học từ đệ tử quy hiện tại địa tử quy họ đã học xong rồi thì học tam tự kinh thế nên chúng ta yêu cầu phải học thuộc lòng phải có thị giảng phải có thể hành học rồi phải làm mới được làm không được đó là chưa học học cũng như chưa học nhất định phải làm được thế nên để tử quy tam tự kinh này sau khi học xong tôi yêu cầu họ học cổ gian mở đầu cổ gian học cái gì học biểu phạm tứ huấn biểu phạm tứ huấn có bốn thiên chính là bốn thiên cổ gian là văn chương rất hay Đem nó xem thành cổ văn để học Liễu Phạm, Phạm Tứ Huấn học xong rồi yeah. Học Du Tịnh Ý Ngộ Táo Thần Ký Cũng là một thiên cổ văn rất hay Chân thật ở chỗ này Mà hạ công phu đem những thiên văn chương này hoàn toàn thực tiễn rồi thì chúng ta đã có được nền tảng tu học từ nơi nền tảng này lại chọn lựa kinh giáo một môn thâm nhập nhất định có thành tựu Hy vọng đồng tu chúng ta. Mọi người cùng nhau cố gắng nỗ lực tu học. Chúng ta cùng nhau khích lệ. Cái đạo tràng này có duyên phận rất sâu với tôi. Trên núi ở Tuwumba cùng ở đây là một nhà không nên phân trên núi dưới núi ngày nay chúng ta đề xướng đa nguyên văn hóa cùng với các chủng tộc tôn giáo khác đều không phân biệt còn phân ra trên núi dưới núi thì thành ra thứ gì chứ chúng ta phải làm gương tốt để cho người khác xem phải làm ra cho người khác xem mới được có thể nói không thể làm không những chính mình không có lợi ích cũng không thể giúp đỡ người khác nhất định phải làm rồi sau đó mới có thể nói cổ thanh tiên hiền dạy bảo chúng ta như vậy Chúng ta phải nên cố gắng nỗ lực mà học tập Ngày mai tôi đến Hồng Kông Ngày mốt ở đài truyền hình Hồng Kông Chúng ta đã hẹn trước 20 giờ đồng hồ Lần này thu một bộ liễu phạm tứ huấn Sau khi thu xong sẽ làm thành đĩa VCD để lưu thông Thế nên tôi cũng muốn tương lai có cơ hội Chúng ta ở nơi đây đem liệu phạm tư huấn làm thành quốc gia chúng ta giảng giải tỉ mỉ để mà học tập tôi nghĩ năm nay chúng ta sẽ tranh thủ thời gian hôm nay tôi chỉ giảng đến đây cảm ơn các vị a di đà phật Phật giáo là giáo dục chí thiện viên mạng của Phật Đà đối với chúng sanh chính Pháp giới. Nội dung của tất cả kinh điển mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm chính là nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Nhân sanh chính là chính mình, vũ trụ chính là hoàn cảnh mà chúng ta sinh sống. Tri giác gọi là Phật Bồ Tát, bất giác gọi là Phạm Phu. Tu hành chính là sự đổi lại cách nhìn, cách nghĩ, cách nói, cách làm sai lầm của chúng ta đối với vũ trụ nhân sanh. Cương lĩnh tu hành của Phật giáo là giác chánh tịnh giác mà không mê chánh mà không tà tịnh mà không nhiễm và còn y theo giới định huệ tam học để cầu đạt đến mục tiêu này nền tảng của tu học là tam phước đối đại với người thì y theo sáu phép hòa sự thế thì tu lục độ tuân thủ mười nguyện phổ hiền quy về tịnh độ diệt giáo hóa của phật không ngoài như vậy cận dịch vọng tây cư sĩ địa chỉ mail vòng tây cư sĩ gmail com người đọc phật tử thiện quang phát tâm tài trợ cho công tác phiên dịch và thuyết minh do gia đình phật tử thiện chân thành tâm cúng dường nguyện cả thầy chúng sinh đều tính niệm di đà